nhà em mình á, nó cũng được nghỉ nên mình dẫn nó với Hải đi làm chiên nước cắm chơi cả nhà ơi. Thì hôm nay mấy chị em mình sẽ đi hồ bơi nha. Mà cả nhà nhìn nè, đây đây là thành quả mà chuẩn bị đi hồ bơi tắm hôm trời ống như thế này nè cả nhà. Rồi sao mà tắm đi không biết nữa, bây giờ cùng mời cả nhà cùng đi theo chân mấy chị em mình nha. Không tắm được thì mình ăn cả nhà ơi. Thì do trời mưa nên mình cũng ghé cái tiệm này bán đồ nón rồi, cái nhà này đủ hết luôn, có dù nữa. Ý, mình đi tắm có nên mua cái này không, nhưng mà để cái điện thoại vô vừa không ta? Vừa mà như sức mình để cái điện thoại vô quay với nước không được không, mình có nó quay sao mờ á, mờ không cao như ta trên đây. Cả nhà có ai muốn mua cái gì không, rất là nhiều luôn nè, nón nè, đồ nè, đủ thứ hết trơn, giày dép luôn. Mày vô, mày vô. Đây, cái này là nhét cho điện thoại chút. Cái này mình đi mua đều được nè. Cả nhà mình vô đây mà mình hỏi nón lá chắc mình bị đánh phù ngỏ quá. Không biết nón nào bây giờ dễ thương nữa. Cái này 100.000. Thấy dễ thương cả nhà, kiểu ru xì nữa nè. Ok không? Cái này chắc được không? Cái nãy quá. Mình đang dậm nè. Bên đây có Dior nữa nè cả nhà ơi. Nhưng mà cái này nhìn kỳ quá. Để ra coi kiếm coi cái này được không? Cả nhà thấy được không? Được không hả? Được. Đây. Đây mọi người ơi, thì bây giờ mình mua được cái nón rồi nên nó không sợ ướt đầu nữa. Bây giờ mình sẽ đi vô mình mua vé thôi nha. Mình được biết vé vô hồ bơi là 120.000, còn mà vé mà mình đi lên nước cắm thì là 100 mấy, 130, thì lên xuống là 200, 250 cả nhà. Còn mình không có đi cát thì cả nhà đâu, mình chỉ đi hồ bơi thôi nha, đi tập bơi á. Lần đầu tiên còn bỡ ngỡ. Vé nhiêu vậy chứ? 120 hả? 360 hả? Mình có được lên xe chi không? Có tốn tiền không chị? Đây cả nhà ơi, đây là ba vé vô cảnh với ba vé tắm nè cả nhà. Vé vô cảnh mỗi vé 25.000, còn vé tắm thì một vé là 120. Hai mình ở đó đi, gặp mà lại đây cho cô kiểm vé. Mình ở đó mình chụp hình cái đây. Thanh long gì đó tí. Thanh long và cờ bét. Ra đây mình làm kiểu chút nha cả nhà ơi.
Rồi ok. Làm gì mà lâu quá ta. Ấy, cái gì vậy? Nói gì vậy? Gì cười hả? Tao nói gì đâu. Không có gì đâu, đi không có nhà này. Nói gì khu tắm quá, mình nói khu nào cũng được hết quá. Hay là sao vậy mọi người chỉ mình đi. Nhiều khu tắm quá, mình lại khu nào cũng được hết trơn hay là sao? Cái khu này là có sống nhân tạo hả? Bởi tạo sông. À, nhiều khu lắm á cả nhà. Thì mình theo mình được biết đó là có 1, 2, 3 khu ạ. Ở trong đó là cho muốn ốc phao cả nhà ơi. Đây. Đây. Tới nơi rồi, tới nơi rồi. Muốn ốc phao đi cho chị bơi. Đây hai chị em mình ngồi cũng đưa chị đi tới. Chị đưa cho. Ôi, rồi chưa? Mình đưa mình thấy vô vô. Thôi được rồi, thôi ngừng lại, ngừng lại. Ở đâu phòng này ở đâu ta? Có bạn đó mình có tốn tiền không thấy? Nó không đâu, tại vì cái vé vô là 120 rồi cả nhà, nó không tốn tiền đâu ha. Đây cả nhà ơi, thì mấy chị em mình lựa cái bàn này nha, thì cũng đối diện mình tắm rồi mình nhìn lên luôn, không sợ ai lấy đồ ăn hết cả nhà ơi. Thì hôm nay cả nhà biết mình mua món gì không? Đây, món gì mà có ba ổ bánh mì, cả nhà nghĩ đi, cà ghi phải không? Không phải đâu, đó là vịt cả nhà ơi. Đây, thì mấy chị em mình rất là ưa vịt luôn cả nhà, nên mình mua nửa con vịt nha. Đây, wow. Quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Ngon nghe chưa? Đây. Ở đây thì có cái nước sốt đó nè cả nhà, để mà mình chấm bánh mì với cả nhà, mình rưới vô. Thì bây giờ mấy chị em mình sẽ đi tắm trước nha, chút đói bụng thì lên ăn nha cả nhà ơi. Chị nói là ăn bụng nha mọi người ơi. Bây giờ mình tắm trước đi. Mình để đây sợ người ta lấy quá cả nhà, có khi nào mà bị mắc không? Chị em mình mới mua hai chai nước đó nè.
hai chai này 30 ngàn, hai chai 30 ngàn, chai 15 ngàn. Hơi mắc, hơi mắc. Thế sao mặt bạn mình lên nha. Dạ quý ông bà cô chú ơi, thì Hằng mời quý ông bà cô chú cùng ăn với ba chị em mình nha. Ngon quá. Ở nhà tôi rất muốn dịch nhau cả nhà ơi. Dịch quay nha. Đây. Mình nghiệp Hải quá. Để mời Hải nha Hải. Con nước xuống không? Mời cả nhà nha. Thơm quá. Vừa ăn về chị Hằng. Để ăn không? Nhưng mà cả nhà ơi, mình tắm nãy giờ tay chân mình cũng sạch rồi chứ không đến nổi rồi đó. Cái này không có đũa không có muỗng, mình phải bóc cả nhà, nhưng mà mình ăn mới ngon phải không cả nhà. Quýt đây chị ơi, cái chuyện này bán chị quýt vui quá. Nửa bộ đồ lòng nè cả nhà, nửa con vịt thì nửa bộ đồ lòng đó cả nhà ơi. Đây. Đúng rồi. Mình mời cả nhà miếng gà nha. Miếng heo quay. Dịch quay. Thời chơi hai chị em. Tại em mình mới tiêm vaccine đó mọi người, nên là trí nhớ cũng không được lưu loát lắm. Mời cả nhà nha. Chuẩn bị tới mũi nằm là không nhớ ăn Hải luôn. Mình nghe đâu là phải tiêm tới tặng 7 mũi luôn cả nhà. Giờ mới mũi 4, mũi 5 mà đã quên trước quên ra rồi, tôi biết tới 7 thứ gì. Cái mũi thứ 7 em biết là còn hơi cho mọi người gì cho mọi người có được không nữa. Nữa hỏi, ủa mọi người là ai vậy? Mọi người nhớ mình không? Đây, cái này là cái gì có được sao? Cái này là tới cái cánh không? Cái da vịt đó cả nhà, thì nó mềm, thì nó dai, mà nó vừa ăn luôn. Hải xỉu luôn. Sắp còn thấy chiều không đâu. Thơm quá luôn á. Cả này tí chứ Hải ăn ớt được rồi cả nhà. Tại đi heo mình nó biết ăn ớt được rồi. Lúc trước là tí là không biết ăn ớt luôn cả nhà. Mình chỉ để tương ớt thôi làm được đủ cay rồi đó. Bây giờ mình ăn ớt là mình làm muối là phải có 2 chiếc ớt. Bây giờ vẫn ăn được luôn nha. Dễ lắm này, bây giờ mình bỏ xương cái này đi, chứ mình bỏ thì sao luôn. Rồi, leo này trước cái luôn. Cái bọc này mình để xương nha. Mình thấy là ba chị em mình ăn nửa con vịt như thế này là cũng vừa tiền luôn cả nhà, 170 ngàn. Mà rất là nhiều luôn á, sợ ăn không hết luôn á. Rồi cả nhà nha. Thôi giờ cho Hải vô ăn đi. Chúc mừng mai xếp ha. Thằng Hải ơi, vô đây. Nó trời luôn cả nhà ơi. Ngoại sống đánh nhiều luôn rồi cả nhà.
đi ra ngoài được không? Nhưng mà cứ bước. Ôi trời. Ướt tiếng hỏi. Hy sinh. Ướt tiếng hỏi à. Tí ra ngoài rồi kìa. Tội nó té một cái là gọi lửng luôn. Đây mọi người ơi, thì mình không dám lên chơi gián chuột đó cả nhà ơi, mình sợ quá à. Thì cho Hải với anh Tí lên chơi nha cả nhà. Hai đứa thì đang lên đang đi bộ lên trên thang đó rồi cả nhà. Mình đi lên chơi là mình phải xác, mình phải giác cái phao như thế này nè cả nhà thấy không? Đó, cái phao vàng vàng đó. Đó, anh Tí áo vàng đó cả nhà thấy không? Đây. Lâu lâu mấy chị em mình rủ nhau đi chơi cho xả chết cả nhà ơi. Thì cũng mình làm cực lâu lâu mình đi chơi cho nó hỏi thay khỏa cả nhà. Cả nhà ơi, thì mình với Hải đang trên đường lên cầu trượt nha cả nhà. Từ từ Hải qua cho cái nhà coi cái Hải. Hải đang cầm cái phao cả nhà ơi. Đường lên thì cũng hơi bị xa. Mời cả nhà theo chân hai anh em mình nha. Hải vác cái phao tận 20kg luôn cả nhà. Rất là nặng nha. Sắp tới rồi cái nhà ơi, sắp tới rồi. Tới rồi cái nhà ơi. Thì mình sẽ quay cho cả nhà coi cái đường trượt của tụi mình nha. Thì trên đây có cái ba ống đường trượt cả nhà. Ở chính giữa là dành cho phao nè. Vậy thôi cả nhà ơi, không có gì bị gì khó hết. Này là quá đơn giản luôn. Đuổi vậy.
chạy chạy xuống kìa.